Thông tin tiểu sử ca sĩ Châu Đăng Khoa Châu Đăng Khoa, sinh ngày 26 tháng 6 năm 1990 là một nhạc sĩ, ca sĩ người Việt Nam bắt đầu bước chân vào con đường sáng tác vào năm 2012, Châu Đăng Khoa sớm trở thành một trong những cái tên nhạc sĩ trẻ được chú ý và sở hữu nhiều bản hit được khán giả yêu thích những sáng tác của châu đăng khoa cũng khá đa dạng về thể loại và luôn để lại ấn tượng tốt cho khán giả tuy nhiên nhắc đến châu đăng khoa thì điểm đáng chú ý nhất chính những bản ba lát buồn đã làm mưa làm gió trong cộng đồng yêu âm nhạc tại việt nam trong suốt thời gian vừa qua châu đăng khoa sinh ra ở đắk lắc nhưng anh chuyển vào thành phố hồ chí Minh để học tập và làm việc, Châu Đăng Khoa là cựu sinh viên trường Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh, đồng thời là sinh viên nhạc viện Thành phố Hồ Chí Minh, khoa thanh nhạc bắt đầu bước chân vào con đường sáng tác vào năm 2012, Châu Đăng Khoa sớm trở thành một trong những cái tên Nhạc sĩ trẻ được chú ý và sở hữu nhiều ca khúc được khán giả yêu thích những sáng tác của Châu. Đăng khoa cũng khá đa dạng về thể loại và luôn để lại ấn tượng tốt cho khán giả, anh là một trong những nhạc sĩ trẻ được trung tâm Thúy Nga Paris by Nay thường xuyên đặt bài hát giải. Thưởng huy chương vàng giọng ca vàng sinh viên toàn quốc 2008 gương mặt xuất sắc Facebook 2010 huân chương tuổi trẻ vì biển đảo quê hương 2010 bài hát ấn tượng của bài hát. Việt tháng 10 năm 2012 bài hát ấn tượng của bài hát Việt tháng 11 năm 2012 top 10 nhạc sĩ. Được yêu thích nhất làn sóng xanh năm 2014 top 10 nhạc sĩ được yêu thích nhất làn sóng xanh năm. 2015